Em phải hàng order Thái đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ừ, anh bảo là tuần trước anh có mua đôi xỉu của em ấy, nhưng mà giờ anh mới mặc, tự dưng anh mặc xỉu của em anh thấy ngứa quá. Nhưng mà bình thường anh mặc xịt chẳng sao cả, nhưng mà mặc mặc cái xịt của em cái đoạn mà dưới đoạn mà dưới của mình ấy, đoạn hai mình ngứa thì ngứa. Anh mặc rồi, nhưng mà ai đặt cái vải Thái của em không hợp nhỉ. Anh mặc bình thường, nhưng mà tầm 1-2 tiếng sau thi thoảng nó cứ ngứa dưới của khe mìn. Anh ơi, nhưng mà hàng Thái là hàng tốt ấy, không bao giờ làm cho khách bị ngứa luôn. Với cả là anh mặc rồi ấy, em không thể nào đổi cho anh được anh ạ. Ôi, em buồn cười, bình thường anh mặc xịp anh mua mặc con dao đâu, nhưng mà của em thì mặc bây giờ em hỏi ấy. Ở trên thì không sao, nhưng mà dưới đúng dưới đoạn ấy mình ngứa khó chịu lắm, kiểu ngứa kiểu như con gì đốt ấy. Không, anh ngày anh mình mủng anh rửa sạch sẽ ngày 2-3 lần liền, sao chuyện có mùi được. Nhưng mà thế bây giờ anh mặc xịt bình thường của anh thì được, nhưng mà cứ mặc cái xịt của em vào là thôi mình kiểu tẩy tẩy luôn, hổ Nhưng mà anh mang ơi, bây ngứa giờ luôn. em đổi thì em bán cho ai? Thật, em bán cho ai anh? Ôi thì anh còn chưa giặt, anh mới mặc thử 2-3 lần thôi, nhưng mà nói chung là của anh sạch sẽ. Thôi em về em bán, em đổi giúp anh đi. Khổ Quần quá, nhưng mà mìn của anh không có mùi, thơm lắm. đổi Em được lằng đâu nhằng đi. quá nhỉ, thế bây giờ em có đổi không? Nhưng mà tao mày có mà lồn mày láo nữa, bây giờ tao mua xỉ của mày về mặc tao ngứa thì tao phải đổi chứ. Chứ mày không đổi, bây giờ mày không đổi gì, mày không đổi gì. Mày cẩn thận bố mày nhá. Mày cẩn mày cẩn thận nào đấy. Bố mày lại sợ mày quá cơ.